Rồi, ta sẽ bắt đầu với bài thực hành trên ngôn ngữ lập trình PyCharm như sau. Đầu tiên thì các bạn chạy chương trình PyCharm, ta close project nhé. Rồi, ta tạo một project mới. Do cái bài này trước đây thầy tạo rồi nên thầy đặt nó tên khác đi. Ta vào file chọn New Project, ta nút New Project để tạo project mới. Sau đó ta bắt đầu phân tích đề bài. Đề bài cho số nguyên dương A và B và dữ liệu vào của nó từ tệp bài 1.inp. Kết quả ghi ra bài 1.out. Đấy. Và ở đây ta nhận thấy biểu thức S và P nó được tính theo biểu thức như trên. Theo thứ tự đầu vào đọc dữ liệu thì đây là thằng S0, đây là S1, đây là S2. Tên tệp FI, FOUT là mình gắn như trên. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Trên đây là giao diện làm việc của thằng Python. Các bạn nhìn thấy nó đen xì như cục chì. Chắc để thầy chuyển nó sang giao diện khác cho nó đẹp. Thông thường thì với các lập trình viên chuyên nghiệp người ta hay để màu đen. Thầy chọn Windows Live đi. Rồi, các bạn nhìn thấy sao chưa? Rồi, giả sử các bạn nhìn thấy ta gọi tiếng Việt đi. Đầu tiên thì ta có cái câu lệnh bằng FO, cái câu lệnh open. Mở tệp ra. Tệp của ta, tên tệp lấy ở đâu ra? Chỗ này các bạn nhìn rõ không nhỉ? Không nhìn rõ, chờ thầy một tí. Cấu hình lại cho nó. Rồi, các bạn nhìn thấy chưa nhỉ? Rồi, giả sử các em nhìn thấy nhá. Bây giờ ta lấy tên file ở đâu ra? Tên file thì ở trong đề bài nó có. Tên file nó có đây, bài 1BT1. Ta lấy tên file ở đây ra. Rồi. Phần mở rộng của nó là .inp. Mở ra để đọc thì ta sử dụng tham số R. Tương tự như vậy, ta có khi gõ giữa toán tử và toán hạng, các bạn gõ ra cho cách nhau ra, mở tệp bài 1 bt1.out, viết ra để viết chữ V kép. Rồi, bây giờ ta đặt sâu SN là bằng đọc trong cái file in, ta có thủ tục read line. Các bạn gõ thì nó thường là nó đề xuất ra luôn chấm split. Đấy. Ấn dấu tab cái là được. Như vậy thì ta đã thực hiện đọc xong dữ liệu. Đề bài ta nhìn lại cái file in. File in của mình có ABC nó nằm trên cùng một hàng. Như vậy thì thằng S ở vị trí thứ 0 nó sẽ lưu vào thằng A. Đấy. Tương tự như vậy, thằng B nó sẽ lưu vào thằng S1, thằng C nó sẽ lưu vào thằng S2. Vì các phần tử trong sâu được đặt số thứ tự từ 0 trở đi. Do cái thằng này nó đang là sâu ký tự nên ta ép nó sang kiểu nguyên bằng cách thêm kiểu dữ liệu int ở đấy. Đây gọi là ép nó thành số nguyên. Int là viết tắt của chữ integer đấy. Rồi bây giờ ta tính giá trị của biểu thức S thì bằng A bình. A bình thì các bạn có thể chạy bằng cơm lấy A nhân A, hoặc là các bạn ghi A sao sao 2 cũng được. Cộng B bình, cộng với C bình, nhân với A cộng B cộng C. Khi gõ chương trình thì các bạn nhớ giữa toán tử và toán hạng cách nó ra cho nó đẹp. Rồi ta tính biểu thức P. P bằng A cộng B nhân B cộng C. A cộng B. Đấy, các bạn gõ toán tử và toán hạng và B cộng C. Tới đây thì ta thu được S và P. Để viết kết quả ra ta sử dụng câu lệnh print là in. Ta viết thằng S và thằng P ra. Viết ra tệp nào? Viết ra tệp có tên là file FO. Rồi. Rồi, bây giờ thầy sẽ thực hiện công việc ở nút chạy chương trình. Để chạy chương trình nó có chữ run đây. Có nút run to đùng ở màn hình tam giác đây. Ta nút chạy chương trình. Khi chạy chương trình nó báo là error not found file này. Về như vậy thì về cơ bản chương trình của mình đã đúng. Chỉ có mỗi là chưa có tệp dữ liệu vào. Để thêm tệp dữ liệu vào thì ta vào thẻ file, chọn new. Ta chọn file. Khi đó ta gõ tên bài. Tên bài này là bài 1BT1
chấm INP, tức là ta thêm file input vào. Đấy, chạy test đề bài thì ta lấy bộ số 123 ở trong bộ test này này. Đấy, vậy thì ta lấy 1 cách 2 cách 3. Rồi, sau đó ta nút chạy chương trình. Đấy, ở đây thì nó báo là S chưa nhìn thấy. Như vậy vì khi nãy mình đây là SN, vậy thì thầy sửa lại cái thằng này là thành show SN. Thầy hay đặt đó bởi vì sau này show S mình làm vào việc khác. Đấy, ấn nút chạy chương trình. Nó cứ thông thường ấn F, ấn nút chạy chương trình nó báo lỗi ở dòng nào thì finish AC0 là đúng rồi. Như vậy thì ta kiểm tra xem nó sinh ra file out đây. Ta mới nháy đút vào file out, nó ra được 84 và được chưa? Rồi sau đó để chấm bài thì ta ấn tổ hợp phím Ctrl A, Ctrl C, nhảy sang trình chấm. Để lại thầy xem lại cái IP bởi vì thầy đang kết nối với cái điện thoại mà cái điện thoại nó ngáo. Nên IPv4 của nó bây giờ đang sử dụng thằng này. Rồi. Về nhà thì thầy sẽ gửi cho các bạn địa chỉ trang web để nộp bài, ta nút chấm bài. Trong thẻ chấm bài thì ta chọn ngôn ngữ lập trình Python. Nhảy sang cái thằng PyCharm của mình đâu nhỉ? Ta ấn Ctrl A, ta Ctrl C để copy bài. Đấy. Hoặc là ta nhảy chuột phải chọn copy cũng được. Thường thì thầy hay sử dụng tổ hợp phím cho nó ngầu. Ở đây ta paste bài làm vào đây. Nhớ paste bài làm vào trước nhá. À quên, chọn ra ngôn ngữ Python sau paste bài làm. Tên bài này lấy ở đâu ra? Lấy ở cái phần mở rộng, lấy mỗi phần tên ở đây ra thôi. Rồi, cho thầy chạy cái trình chấm cái. Nó có một cái trình chấm bài. Thì cái tập của ta có khoảng tầm 150 bài, ta cố gắng từ giờ đến cuối kỳ làm cho xong là được. Đấy. Bạn nào làm nhanh xong sớm nghỉ sớm, xong muộn nghỉ muộn, không xong thì chụp ảnh kỳ yếu. Ừ. Chuyển trường gì nữa. Mấy đứa nó bảo là thầy ơi, khả năng em chụp ảnh kỳ yếu từ năm lớp 10 thầy ạ. Còn sao đấy? Bởi vì hóa ra là học rồi ta chờ một tí ra đời cái. Sau khi làm xong thì các bạn ấn nút submit để nộp bài. Thì với cái hệ thống nộp như trên thì bạn nào chăm chỉ nộp bài thì cái hệ thống bài nó sẽ thống kê được số bài nộp của các bạn. Và bài làm của các em sẽ được lưu về máy của thầy. Chờ tí nhé, cái số lượng bài nó hơi nhiều. Rồi trên tranh thủ lúc cái hệ thống bài nó đang... rồi nó nạp xong rồi. Các bạn thấy là trong ngày hôm qua thì có từng này bạn học sinh nộp bài trên hệ thống này. Trong từng ngày các em học sinh nộp bài ở trong này, cái độ tích cực của các bạn là rất cao. Tôi hy vọng đấy. Lớp ta cũng thế. Ví như hôm nay thầy tạo ra bài làm ngày 5 tháng 4 để cho hệ thống nó gắp bài theo vào thư mục ở đây. Cứ ai nộp online thì nó sẽ về cái thư mục này. Rồi bây giờ thầy lạc quá. Rồi thầy cho cái cửa sổ thu nhỏ. Bây giờ như vậy thì trên giao diện máy tính của mình hoặc trên các bạn code trên điện thoại cũng được nhá. Code ở trên đâu cũng được, miễn chạy được đúng. Các bạn vào trang web nộp bài, ở bên trên này gõ tên bài. Tên bài thì được quy định ở trong đề bài. Trong đề bài thì tên bài nó là chính là cái phần file này. Chứ không phải tên bài là ở đây đâu nhá. Tên bài nó nằm ở tên file nhá. Đấy. Sau đó ta ấn nút submit chấm bài. Đấy, khi các bạn ấn nút submit chấm bài thì cái hệ thống chấm bài bên kia nó sẽ tự động chấm và nó sẽ trả điểm cho mình. Và khi đó thì cái phần lập trình của các bạn mình sẽ có rất nhiều lần. Lần thứ nhất các bạn được chấm được 7 trên 10. Sau đó các bạn quyết tâm cải tiến, chấm lại phát còn 3 trên 10. Thì sau đó chấm lại phát nữa lại được 10 trên 10. Đấy, sau khi chấm xong thì thầy vừa chấm bài bài 1 BT1, bài này đã đạt được 10 điểm. Thì ta click vào đây để xem chi tiết chấm. Cái chỗ nào khớp đáp án thì là đúng, chỗ nào khác đáp án là sai. Ở đây khớp đáp án là đúng hết, mỗi test được 2,5 điểm. Đấy, ví dụ như một bài các bạn làm được đúng được một test tức là được 2,5 điểm, đúng được. Có những bài thì số lượng test nó khác nhau. Rồi trên đây là kỹ năng nộp bài, bài thứ nhất. Bây giờ ta sang bài thứ hai. Thế rồi bây giờ cái wifi của thầy. Rồi ta sang bài kế tiếp. Cái bài 1BT2.
Đây nó kết nối. Rồi ok này. Thầy gửi lại đề. Rồi các bạn nhìn lại. Đâu nhỉ? Lag quá. Bây giờ thầy gửi lại cái cấu trúc của cái file đề như trên. Rồi bây giờ xin mời các bạn lần lượt các bạn lên thực hành trên giao diện của PyCharm nhé. PyCharm của thầy đâu nhỉ? Đây. Đó, đây là một cốt chương trình hoàn chỉnh. Rồi thầy stop video cái.